Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. À, đố các bạn đây là game gì? Đó chính là Adventure Story 2. Rồi, những chú gà vui nhộn nè. Những con gà đó mà Cu Lì sẽ chọn con đầu tiên, rồi mấy con kia phải tốn tiền để mua. Chú gà đầu tiên là chú gà vàng. Chơi vòng đầu tiên luôn. Go. Hòn đảo quá nhiều quái vật quá vậy. Đây là giới thiệu sơ lược về bối cảnh. Đây là ngôi nhà của chú gà vào mùa đông. Chú gà đang chơi với các món đồ chơi của chú gà. Bị mẹ kêu bắt đi ngủ. Đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá. Ngủ rồi, khò. Đang mơ về một hòn đảo. Hòn đảo nó rất nhiều kẹo. Kẹo nhiều chưa? Kẹo quá trời luôn, kẹo đủ màu sắc. Bất ngờ quá, gặp con quái vật. Ghê quá, giống nhiếc quá. Một cây ăn thịt mà con ong ong. Còn một bầy ong ong luôn. Chiến đấu nào. Vòng 1. Một giấc mơ ngọt ngào với tựa đề là giấc mơ ngọt ngào. Bắt đầu vào vòng 1 thôi. Cùng với chú tắc kè. Tấn công vào hòn đảo nào. Chiếm lấy những viên kẹo ngọt ngào. Tiến lên. Go. Vào game rồi. Đi nè, bạch nhảy nè. Tôi nhảy thấy chưa. Đi bạch. Mắc cười quá à. Lượm nào, lượm những viên kẹo. Con vịt. Quái vật vịt. Đạp nè. Lượm trứng vịt luôn. Lấy trứng vịt nè, cầm lên. La la la. Kẹo quá trời kẹo. Lượm kẹo. Kẹo nhiều chưa, còn một cái nữa. Ra nguyên một dĩa kẹo luôn. Con mông, đánh ghét chọi nè. Bùm, chết con mông luôn. Nhảy nè, quỳ nhảy. Double jump, có nghĩa là nhảy là 2 lần. Nhấn 2 lần vô, nhảy lên. Bay luôn, dùng cái mông gà để quay thành cái vòng trống để bay. Giống như vòng trống Doraemon gì đó. Chú gà thật lợi hại. Con quái vật đấm ghét ở bên dưới kìa. Cẩn thận nào. Lượm hết cái kẹo luôn. Hết năng lượng là rớt xuống. Năng lượng màu xanh xanh nó trên góc trái màn hình. Còn quái vật ghê quá. Né quái vật ra. Quái vật này lâm lá. Né nó ra. Đạp nó nè. Đạp nó một cái. Trúng luôn. Mất cục méo rồi. Nhảy lên. Một con vịt nữa. Một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Lượm trứng vịt. Trời mày nè, ông trò hụt rồi, hồ mày tết. Lượm kẹo tiếp thôi. Còn một miếng kẹo nữa kìa, quay lại lượm. Lượm hết kẹo luôn, là quái vật nữa. Nguy hiểm quá. Lượm ở đây trước, mình nên lượm lại cái kia. Kẹo quá luôn. Lượm nè. Con vịt, đạp con vịt. Lượm quả trứng, lát nữa chọi quái vật. Ở trên có cái gì kìa ngôi nhà. Lên luôn, vào trong. Vào đâu đây? Leo lên cây khúc cây để chạy. Lượm vàng. Nhầm, cô này nó nhầm. Lượm kẹo. Candy sweet, rất là ngọt ngào. Những viên kẹo ngọt ngào, thơm ngon, bổ dưỡng. Lượm nè, lượm hết luôn. Cô này sẽ cố gắng bay, lượm hết những viên kẹo. Chú gà ham ăn. Chú gà ham ăn kẹo. Gà con ham ăn. Cục tát. Gà lớn mới kêu cục tát. Cục tát là gà mái. Là gà trống. Còn chít có nghĩa là chú gà con. Quá trời luôn. Ôi, rớt ra ngoài rồi, lượm lại lên. Thời gian sắp hết rồi. Lượm quả này nè. Ra ngoài luôn. Let's go. Kêu cô này tiếp tục đi kìa. Cô này lượm quả trứng nè. Nó ăn trứng vịt rồi. Nguy hiểm quá thôi. Chắc bỏ đi. Cô này có cục đá của người chọi cũng được. Đó, thấy cô này chọi cục đá không? Lượm thêm trái tim rồi. Nhảy lên. Cô này rớt xuống lại rồi. Hụt rồi. Chờ tí thôi. Chú gà mũm mỉm mặt ú. Wow.
tiếp tục đi thôi, let's go. Kìa quái vật kìa, chọi nè. Một nháy, hai cái, ba cái, chết queo. Con quái vật lông lá đó là cây ăn thịt người, bông hoa ăn thịt người, lượm thêm vũ khí. Đạp nè, chọi hai con lúc luôn, chọi hai con luôn. Chết hai con một lúc luôn, yeah. Đạp con vịt này, chọi con vịt, đạp con vịt này, chọi con vịt. Vịt nữa kìa, đạp con vịt. Ôi da, đụng phải con vịt rồi. Con vịt đáng ghét, làm mất hết miếng máu. Đi lên trên. Từ từ thôi, nhảy lên. Wow, leo lên luôn. Kẹo kìa. Kẹo nhiều chưa? Thêm một cục kẹo nữa. Dĩa kẹo bự 10 luôn, lượm ra được 10 candy. Về đích rồi. Cái này cái gì ta? Được 2 mạng nữa, là được 7 mạng, thành 7 mạng luôn. Thật là nhiều mạng, đã quá. Tiếp tục vào game vòng số 2. I love my ride, có nghĩa là tôi yêu đường đua của tôi hả? Ra là cưỡi. Nghĩa là tôi yêu con vật cưỡi của tôi. Như là con thú, có một con thú để cho bạn già cưỡi. Không biết là con gì, cô này sẽ vào xem. Tôi yêu con vật cưỡi của tôi. Đâu rồi? Có thấy gì đâu. Ôi cái xương rồng cầm súng luôn. Chọi nè. Ba phát. Có cái xương rồng cầm súng nữa, giống như miền biển Tây quá. Ghê thiệt. Zoom over, đạp phải con heo. Nhặt con heo lên, chọi con heo. Đạp con heo. Ngất xỉu rồi, lụm con heo. Chọi xương rồng. Con heo bị lăn lết như nước luôn. Hay lắm. Ôi con cá kìa. Con cá thịt người á. Chạy bay lên, bay lên lên. Cái này nó giọng xuống một cái thì chết queo luôn á. Ôi xin té. Cũng may thắng lại kịp. Cái này cái gì đây? Quả trứng kìa. Chính là vật cưỡi của cu lì. Con tắc kè. Cu lì có tắc kè rồi. Đây là món đồ chơi của cu lì đó. Có tuyệt chiêu luôn nha. Tuyệt chiêu lăn bánh. Lăn bánh đè quái vật. Chết nè. Chết. Ấy con chim. Con chim thổ dân. Nguy hiểm quá, mất miếng máu này rồi. Cây xương rồng hả? Thêm một quả trứng nữa kìa. Cái này cái gì đây? Lượm luôn. Đi nào. Lượm thêm quả trứng nữa. Nhiễu một nước thần thánh lên. Bí hành bự. Bí hành bự khổng lồ. Đạp. Bình. Càng quét hết luôn. Bí hành bự càng quét hết. Giọt nước thần. Ghê chưa? Càng quét hết. Thổ dân. Sắp hết rồi. Giọt nước thần hết công hiệu rồi. Sắp hết công hiệu. Rồi hết công hiệu luôn. Biến lại. Cưỡi tắc kè. Con vịt hả? Lăn xáy con vịt luôn. Thêm một quả trứng nữa. Cô tiên, bà tiên. Bà tiên kìa. Có bà tiên phù hợp biến thành kẹo. Còn bà tiên biến những con quái vật thành kẹo. Lụm kẹo. Kẹo nhiều quá, đã quá. Ôi dưới có kẹo nữa kìa. Mà lên trên cái đã. Lên trên luôn. Đi nào. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Ôi con xương rồng khổng lồ và những con vịt nhỏ xíu. Càng quét hết luôn. Bài đích luôn rồi. Nhảy lượm đồ, canh nhảy lượm đồ nè. Và các bạn ơi, các bạn hãy bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV cộng thêm một mạng. Đã quá. Next level. Phần 3 là phần What you doing on my plot, có nghĩa là bạn làm gì trên chiếc thuyền của tôi vậy. Nhưng mà các bạn ơi, vòng sau này chắc cô Lì để lần sau cô Lì chơi nha. Cô Lì sẽ vào khoảng 30 giây đầu tiên, cô Lì sẽ vào xem coi nó như nào. Rồi cô Lì sẽ thoát ra. Lần sau mình sẽ chơi vòng số 3. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì TV. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Ôi có đàn tiên cá béo phì lắm quá.
nó có khỉ, có con khỉ hải tặc thì anh hải tặc cướp thuyền của cu ly.